quá, lại thèm mấy con tôm hùm. Trông dậy mà mua đi không con nó cũng sắp khóc lên bây giờ. À, thật là mệt mỏi quá, bà Hạnh mấy đêm nay rồi. Ngày thì thèm ăn su su, tôi đã không tính lên Sapa sương mù. 500 cây tôi vội vàng về nhà luộc xong bà có ăn đâu. Đêm hôm qua cũng nói thèm thịt gà luộc xong lại thích thịt bò. Rồi à, thế thì bố tao nào mà chịu được. Con anh ăn chứ tôi có ăn được gì đâu. Còn đang nghén thế này. Trông gì mà bố lao, lại cặp mấy con chân dài. Loại chồng mà lăng nhăng thì bà cắt chứ giữ để làm gì. Chồng à vợ thấy sốt, giờ phải đắp 500 nghìn. Một tờ này không ăn thua đâu, một sấp em mới hết đau đầu. Anh ơi anh hãy mau trở về nhà, mẹ con em muốn đi chơi nào. Hộp mà về ngày không có trình bày. Về rửa bát, quét nhà, nhanh lên, đừng để bà cáu. Con nó đạp đây này. À, bà đừng mà quá đáng, chịu đựng cũng có giới hạn. Đừng dựa vào hơi con tôi, hành hạ bộ nó mấy tháng nay rồi. Hey. Bụng bầu thì nó nghén, mà chồng nói không ra gì. Gọi bà ngoại sang đây xong tôi sẽ quấn gói đến xa nơi này. Ôi con tôi nó lại đạp rồi này, đừng buồn vì thằng bố con ơi. Con không nên như cái loại người này, chẳng phải là thằng bố của mày. À, thế là con của ai? Con của thằng Hiệp hàng xóm đúng không? À, được đúng lắm. Đấy. Anh giỏi đánh tôi đi. Đánh vào đây này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phiên bản nhạc chế hoạt hình Doraemon đàn ông có bầu mình dựng lại trên nền nhạc gốc của anh Dozilam. Và em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã cho phép anh em được sử dụng audio của anh để em hoàn thành video bao đi rửa tiền vui hoạt hình vui này. Và nếu các bạn xem video thứ hai cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video của mình cũng như được ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.